Xin chào tất cả các tình yêu. Chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với video của mình. Và mình là Phùng Thị Thu Phương, thực tập sinh lớp Happy khóa 2 của Đại học EdX. Và trong video lần này, mỗi Excel cơ bản thì mình sẽ trình bày cho các bạn cách để chúng ta tạo ra được một dữ liệu lớn và đưa chúng về thành một cột. Sau đó tìm xem là từng cái dữ liệu nó sẽ ở trong ô nào, cụ thể là hàng nào, cột nào. Ok, và trong dữ liệu lần này thì mình sẽ lấy đó chính là các số điện thoại. Và cụ thể hơn, đó chính là 20.000 số điện thoại. Một dữ liệu khá lớn đúng không ạ? Và 20.000 số điện thoại này thì sẽ được chia thành 20 cột. Mỗi cột là 1.000 số điện thoại. Ok, và bây giờ mình sẽ tạo ra các số điện thoại bằng cách như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh số thứ tự cho nó... Ok... Mình sẽ đánh từ 1 đến 1.000. Kéo xuống dưới 1.000 ha. Ok. Quá rồi. Quay lại lên thôi. Đây. Các số tự của mình đã chạy từ 1.000 rồi. Bây giờ mình sẽ tạo ra các số điện thoại. Ở từng nhóm, mình sẽ gọi là tên là nhóm 1. Tên là nhóm 2. Và kéo đến nhóm 20. Ok. Và bây giờ, việc tạo số điện thoại. Mình sẽ dùng lệnh run between để lọc ra các số. Từ số mình sẽ chọn các số điện thoại với đầu là 09. Vì vậy mình sẽ random từ các số 090000. Các bạn đếm đủ 10 số nha, vì là số điện thoại của mình thì có 10 chữ số. Đưa được 10 số. Và cuối cùng số cao nhất sẽ là số 09. Mọi người cũng đếm đủ 10 số nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đến lại nào. Ok, đã đủ rồi. Và chụp Enter một cái. Và như mọi người có thể thấy, đó chính là cái định dạng của cái số điện thoại này. Nó đang ở dạng number, nghĩa là dạng số. Và tuy nhiên thì các số không ở đầu số tự nhiên thì sẽ không có giá trị. Như vậy chúng ta sẽ phải làm thêm bước nữa, đó chính là thêm số 0 bằng cách dùng lệnh và thêm số 0 vào. Ok, chúng ta chỉ việc tiếp bước cho dãy số này là đến cuối cùng. Tiếp theo chúng ta sẽ copy sang các hàng, các cột khác. Đấy. Ok, như bạn có thể thấy thì chính là mỗi lần mình làm bất kỳ một thao tác nào đó thì các số điện thoại của mình nó đều bị nhảy. Đúng không ạ? Vì vậy để khắc phục cái tình trạng này thì chúng ta sẽ phải làm công đoạn, đó chính là chúng ta copy và paste value, nó nghĩa là paste những cái giá trị để nó không bị lặp lại cái lệnh. Lệnh như này thì nó sẽ random, mỗi lần nó sẽ random một số khác nhau. Ok, và mình sẽ chọn cả các bạn. Copy. Và mình sẽ paste value ở đây. Đó. Và các giá trị của mình bây giờ là đứng yên rồi. Nó không bị nhảy nữa. Và các bạn có nhớ cái video lần trước, đó chính là khi mà để đưa các giá trị của mình về một cột với số của mình ấy, thì mình đã phải liệt kê ra tất cả các vị trí của các bạn để đưa các bạn về một hàng thẳng. Thì
Ngày thì cái video này cũng thế, chúng ta muốn đưa tất cả các số điện thoại về cùng một hàng thì chúng ta cũng phải liệt kê tất cả những cái vị trí của tất cả các số điện thoại. Đầu tiên là mình sẽ liệt kê ra các hàng. Bên cạnh đây là cái cột. Và như mọi người có thể biết được chính là các số điện thoại này nếu đưa về cùng một cột thì các hàng của nó sẽ chạy từ 1 đến 1.000, còn các cột thì sẽ chạy 1.000 lần số 1 cho đến 1.000 lần số 2. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh if để liệt kê ra cái vị trí hàng. Đầu tiên mình sẽ đánh dấu số 1, thì sau đó mình sẽ dùng lệnh if nếu như mà cái giá trị này cột trên nếu cái giá trị ở phía trên nó mà bằng 1.000 thì kết quả nó sẽ trả về ở số 1. Tức là mình 1.000 xong mình sẽ lặp lại ở vị trí đầu tiên cho chạy tiếp đến 1.000 rồi lặp lại số 1. Ok, còn nếu không thì nó sẽ trả về cái vị trí mà trên nó rồi cộng 1. Đó, mọi người hiểu cái lệnh của mình không ạ? Ok, và kéo xuống. Tuy nhiên là lần này chúng ta không phải kéo 1.000 nữa, chúng ta kéo đến hẳn 20.000 vì chúng ta có tất cả 20.000 dữ liệu, 20.000 ô. Kéo lần này thì nó sẽ hơi lâu một chút vì nó gấp 20 lần cái bảng trên chúng ta kéo. Đó, chúng ta cứ kéo này thôi. Bây giờ đến số 20.000 ở cái cột bên này thì chúng ta sẽ dừng lại. Ok, chúng ta kéo thôi và kiên trì chờ đến nó đến là số 20.000 ở cột số thứ tự ha. Ôi, thằng Linh ơi, giờ mới 9.000, còn một nửa nữa. À, kéo cái này sẽ nhanh hơn. Ok. Của 20.000 đây là cột này. Ok. Đây rồi. Bây giờ chúng ta kéo được 20.000 cái số và nó lặp đi lặp lại từ 1 đến 1.000, dậy lặp từ 1 đến 1.000. Còn hàng cột này thì chúng ta sẽ phải dùng cột nháp. Đó chính là chúng ta sẽ viết ra 1.000 số 1, sau đó 1.000 số 2. Thì mình cũng sẽ dùng cái lệnh cũng lệnh dấu số 1 đầu tiên, thế nhưng mà chúng ta sẽ dùng lệnh. Tất nhiên là hàng cột thì chúng ta chỉ có 20 cột thôi. Ồ. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ dùng cái lệnh chỉ dùng cái số đến đây sẽ là 20.000 thôi. À, dùng 20 20 rồi xem nó sẽ lặp lại. Nơi sửa đây là 20.
Phải đánh số 1 ở đây rồi ta sẽ cho nó lệnh if ở dưới này. Nếu bên hàng cột chúng ta để 1.000 thì hàng hàng ở 1.000 thì ở cái phần cột này chúng ta sẽ để đến 20 thôi. Vì chúng ta chỉ có 20 cột. Ok. Ok, ổn. 20. Đó, mọi người nhìn thấy là nó đến 20 rồi lại lặp lại đúng không? Tuy nhiên là bây giờ chúng ta sẽ không làm như thế. Chúng ta sẽ phải sắp xếp các giá trị của nó sao cho là nó sẽ phải 1.000 số 1 cho 1.000 số 2 và đến 1.000 số 20. Và nhiệm vụ của chúng ta rất là đơn giản, đó chính là chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên là ở đây nó đang ở vị trí là các lệnh. Chúng ta sẽ phải copy nó sang một cột mới. Chúng ta sẽ phải biết giá trị thì chúng ta mới sắp xếp được. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Đó, và như vậy chúng ta đã có 1.000 số 1 rồi đến 1.000 số 2. Đó, mọi người thấy chưa ạ? Nó sẽ đến 1.000 số 20. Và bây giờ chúng ta sẽ kéo gì nó sang đây và đi tìm một số điện thoại. Và chúng ta sẽ dùng cái lệnh index. Để tìm ra xem là ở các vị trí như thế này thì nó là các số điện thoại như thế nào. Và cái bảng của chúng ta sẽ bắt đầu từ nhóm B1 và kết thúc ở ô thứ và kết thúc ở ô thứ U1001. Và bây giờ mình sẽ đánh cái bảng này ha. Và mọi người lưu ý là chúng ta khi chúng ta dùng một cái bảng để chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ dùng các giá trị tuyệt đối, nhưng mà chúng ta sẽ thêm cái ký hiệu đô la này vào như cái video lần trước mình đã nói. Đây là cột A2 à, B2 sorry B2 và đến cột thứ U1001. Và hàng thì chúng ta sẽ lấy ở hàng I2. Còn cột thì sẽ lấy ở hàng Z2. Ok, và chúng ta sẽ tính tiền nó xuống. Đến hết số 20.000. Vậy cùng kéo thử xuống số 20.000 xem nó chạy đủ các số điện thoại chưa. Ok, chạy đủ rồi nha mọi người. Ok. Thì đây là cái bảng chúng ta sẽ cố định. Đây là cái bảng mà giá trị của nó có nghĩa là nó ở trong 20.000 cái số điện thoại mà chúng ta tạo ra. Sẽ copy xuống đây. Ok. Thực
Tôi sẽ copy cái giá trị của nó. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn ra 10 số điện thoại may mắn. Để mình xem tên là số điện thoại may mắn. Chúng ta chọn ra 10 số. Rồi tìm cho nó cột nào. Hàng nào trước. Và cột nào. Chúng ta sẽ đánh số từ 1 đến 10. Và mình sẽ chọn ra 10 số điện thoại may mắn nhất. Ok, bây giờ chọn thôi. Đây, number one. Và số tiếp theo. Số cho đi. Đây. Tiếp tục. Có số may mắn nào sẽ được gọi tên. Ok. Trời ơi, tự nhiên lố quá, kéo quá luôn. Và số cuối cùng đây. Ok, và bây giờ mình sẽ dùng lệnh VLOOKUP để tìm ra các số điện thoại này ở cột nào và hàng nào. Ok, và các hàng và cái bảng mình sẽ so sánh nó chính là cái thế này. Và nó lên tận 20.000 thì chúng ta sẽ đánh số đi ha. 20.000 lên 1. Ok, và cái bảng so sánh chúng ta sẽ phải để giá trị tuyệt đối. Đó là hãy dùng cái ký hiệu đồng đô la chuyển nó vào đây. Ok. Tiếp theo cái hàng này chúng ta muốn trả nó về cái giá trị như thế nào.
nghĩa là giá trị tìm kiếm. Ok, đây là cái hàm mà mình đã làm được trước khi mà các bạn tìm hiểu về cái đầu số mạng, và mình sẽ giới thiệu luôn chính là cái lệnh VLOOKUP. Đây mình sẽ mở cái lệnh đó lên cho mọi người, cái lệnh VLOOKUP mình đã ghi lại và hướng dẫn cho các bạn ở buổi buổi trước. Thì đây cái lệnh VLOOKUP đây thì chúng ta sẽ cứu một cái mạng nào đó. Đầu tiên đó chính là lookup value. Lookup value chính là cái dữ liệu mà chúng ta cần tra cứu. Tiếp theo đó chính là table array, nghĩa là bảng dữ liệu để chúng ta tra cứu. Tiếp theo đó chính là call index number, nghĩa là số thứ tự cột trả về với kết quả. Và cùng là range lookup, nghĩa là phạm vi tìm kiếm. Thì mình sẽ ứng dụng cái lệnh VLOOKUP này ở trong cái nãy thì nào. Quay trở lại cái bảng này của mình. Đầu tiên chính là giá trị tìm kiếm. Giá trị tìm kiếm có nghĩa là mình sẽ tìm như thế này. Và cột thì mình sẽ kéo xuống dưới. Đây là các hàm mà mình đã tìm kiếm được. Tiếp theo ở cột nào, mình sẽ giải thích thêm một chút, đó chính là tại sao mình có những con số như thế này. Tên là giá trị mà chúng ta đang so sánh, có nghĩa là mình sẽ dùng cái bảng B2 để so sánh cho cái cột này. Tiếp theo là bảng bảng chúng ta so sánh, có nghĩa là nó sẽ từ cái bảng từ ô S, từ ô H1 đến ô G 2010 2001. Đó chính là cái bảng một đó. Này mình sẽ cố định bằng các dấu đô la. Tiếp theo đó chính là hai, có nghĩa là số lượng cột trở về, thì cột số lượng điện thoại là số thứ nhất, hàng là thứ hai và cột là thứ ba, thì mình sẽ dùng thứ hai. Và số 0 là cái giá trị trả lời chính xác. Nó và khi mình kéo xuống dưới thì sẽ được những cái con số như này. Con cột thì chúng ta dùng tương tự. Và ở hàng cột thì chúng ta sẽ trả về cột thứ ba và cũng là giá trị chính xác, đó chính là số 0. Và chúng ta đóng ngoặc vào. Ok. Và chúng ta kéo xuống. Đó. Và để kiểm tra xem phải các vị trí tí này, đầu tiên là hàng thứ 15 và cột 10. Còn mình quay về cái sheet 1 cho nó kiểm tra dễ hơn. Đây sẽ có phải là cái số này không? Hàng 15 và cột 10 là cột thứ 10. Hàng 15. Tên 0908270063.
Số đầu tiên nhá, đúng rồi. Và mình nghĩ là các số điện thoại sau, nếu mình đã là đúng quy trình và đúng cái thứ tự như vậy thì các số nào chắc chắn đúng. Ok, và cái phần trình bày của mình cũng xin phép được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi đến hết video, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.